I spot, I stop vậy anh? Bên bên trả lời. Trả lời hả? Khỏi trả lời đi. Hay bây giờ mình hành động luôn cũng được luôn. Hành động đi, khỏi trả lời. Khoan đi, khoan, khoan. Cắt đi. Cắt đi, ngưng đi. Sao vậy? Sao mà thúi với gì trời? Thúi gì? Thúi quá luôn. Tự nhiên cái thúi. Thúi quá, trời thúi rồi ha, không làm nữa. Ủa? Đi ra đi, đi ra đi. Hay dạ, sao nương tử lại nói phu quân như vậy chứ hả? Tôi biết lẽ ở đây có rất là nhiều sư huynh gặp tình trạng này đúng không? Tôi nhức đầu mấy ngày nay mới tìm ra được cái giải pháp này đó hả? Đó là một bộ combo của X2 Manly. Cái mà tôi đang trải nghiệm trên tay đó chính là dung dịch vệ sinh nam. Cái này được làm từ nhân sâm, kim ngân hoa và 8 chiết xuất thiên nhiên dịu nhẹ. Nói chung là cái hương thơm của nó như mùi gỗ vậy đó. Khi rửa thì nó mát lạnh như là bạc hà vậy đó, thơm phức luôn. Còn cái này là gel tắm cho các sư huynh 3 trong 1. Nó vừa là sữa tắm, nó vừa đem đi gội đầu, nó vừa đem đi rửa mặt được luôn. Mùi hương của nó thì như chai nước hoa vậy đó. Nói chung là cũng thơm phức luôn. Để còn nghe đâu là cái này phù hợp với mọi loại da luôn, cho nên là các huynh khỏi phải suy nghĩ lần tăng chi cho nó mệt. Hãy tậu về đi. Hay da, combo này còn được gọi là gia vị chế biến các huynh thành bữa tối ngon nhất thế giới đó hả? Hay da, tắm cái này xong thì kiểu gì mà nương tử của đệ bỏ qua cho đệ đây chứ hả? Mùi gì vậy em ta? Mùi gì vậy? Mùi gì vậy? Cứ hỏi chi trời? Mùi thơm quá vậy? Mùi gì cả? Anh ta miễn cả hơn người không có còn thúi là được nha. Dạ. Không nha, buông ra nha. Không! Không!